Hôm nay thì anh em mình cùng xem nghề gây nghề lưới xù ở khu vực xã Tân Phước, huyện Cộng Đông, tỉnh Tiền Giang các bạn. Đây như trước mắt các bạn, đây là cái mẫu ga lưới xù, bạn lưới xù làm khu vực Trường Sa ha. Hôm nay thì anh có về lên cá bạn, mình có dịp mình thấy mình quay cái mấy cái cảnh mà anh em mình đang lên cá ha. Đây như trước mắt bạn thấy là mấy anh em mình đang lên cá đây, những loại cá rất là lạ luôn bạn. Đấy, trong đó anh mấy anh mình đang bóc con cá gì đây, con cá gì đâu rất là lạ đây. Ôi đây, còn đây các bạn thấy là cá đuối này, cá đuối này rất là lớn nha, đuối này cái đuối gì đây, đó còn có con cá nhám nữa, đây một đống này, đây là số lượng hàng tấn luôn mà. Đây mình nhau mình đi xuống ghe mình xem toàn cảnh cái ở dưới ghe, chi tiết dưới ghe lưới các bạn, ghe nghề lưới xù ha. Đấy, phần cái bên sau đây thì giờ thì hiện tại của anh mình đang tời lên đây. Đây đằng phía trước là có cái tời đang kéo lên đây các bạn. Đấy, cái này thường thường thì anh em mình gọi là cái lô ha, cái lô sẽ kéo lưới và giờ anh em sử dụng kéo cá lên đây. Đấy, chị rọc lên cá đây, quá khủng rồi. Đấy, này là cá đuối với là cá nhám hay gì đâu mà. Đúng rồi. Đây, quá khủng luôn. À, thì ra là cái con cá này được chia ra nhiều miếng này. Nó to quá không có xuống hầm cho nên cắt ra nhiều miếng. Này, cho coi cái cảnh là dưới khoang. Đây. Miếng hầm to anh đang bóc dưới ha. Đây rồi, coi cái này là một con cá cắt làm ba, cá cắt làm ba đấy các bạn. Này, cái này là cái phần giữa này, đó phần đó mỗi một bên hai miếng, hai bên quá trời luôn, nguyên con cá, con cá cũng lồ luôn. Con này đuối ó mà có ngựa rồi. Ôi, quá trời, quá trời, con cá khủng luôn. Cá này nếu đủ nguyên con mấy trăm ký mà. Đó trên đó một đống rồi mà. Con này tầm khoảng 300 ngoài ký. Đây thì giờ anh lên tiếp đây. Đây. Cái tài trên trước kéo các bạn rất là hay ha. Đây. Này là toàn là cá đuối không các bạn ơi. Này nãy mình khi mình xuống mình thấy mình xin phép quay là bóc cá cũng gần xong rồi ha. Tại gần xong rồi. Còn chỉ còn có phần cá đuối thôi. Hả? Được rồi, được không? Được rồi, được rồi. Các bạn, cái này là cái tời kéo lên đây nè. Không, cái tời đang cuốn dây lên. Đây chuyền dây tá lả luôn. Đây. Cái này là chuẩn bị cân nữa bạn. Anh bóc lên xong rồi anh sẽ bỏ vô cái kênh anh cân ha. Cân mình ghi số lượng các bạn. Đây. Xong lưng dây xe phải gác nè. Này là hàng tấn ha. Đây con cá. Có ba người đang ngồi trong đó rồi. Có là một bên già, hai bên già. Cá nãy nó bị đè dưới bị móc tét đầu rồi đó. Ôi. Trời, con cá này dài tầm khoảng tầm giá 1,5 m các bạn ơi. Hả? Cái này hả? Rồi lên rồi anh kêu lên đây. Anh đi với tôi đâu rồi? Đây trên cái máy tời đây bạn, có một anh đang sử dụng đây. Đây anh chuyển cái cây qua bên đây nè. Đấy. Bắt đầu cuốn vô ha. Cuốn vô anh thẳng dây anh kéo cá dưới hầm lên ha. Đấy. Hồi nó kêu gì ồ ồ sao không? Đấy, anh đẩy cái nè. Từ từ.
chưa quen, nó chưa quen. Không thấy tôi đâu có kéo đâu, nó chạy chạy tôi đâu có kéo. Đây anh đẩy ra, anh điều khiển này, anh truyền cái tay ra đây. Con kêu ghê lắm à. Đấy. Chì được kéo truyền được không? Truyền cái rồng rọc không? Truyền rọc ra phía sau thôi. Anh đang lên cá đó. Đấy, con cá đó cũng khá là lớn các bạn ơi. Rồi ngưng rồi, anh ngưng rồi. Lên tiếp, lên tiếp. Anh truyền cũng cái cây cần câu qua, cái cây tre qua nữa bạn. Đấy. Đây, như là ngưng rồi. Còn dính lưới luôn à. Đây. Còn cảnh banh mình đem lên cá. Còn đây là cái khoang này, khoang chứa lưới này. Cái này là cái gì lão ở đây nè. Trời ơi, nguyên cái khúc rạng gì luôn đây mà. Cái khúc rạng này to ghê luôn. Hết rồi. Con này hả? Hai con hả? Con nữa. Nhỏ nữa. Nhỏ đó hả? Ủa, con cá bò. Ê, con cá bò không ạ? 1 gan, 2 gan, 3 gan. 3 gan không hết 3 gan luôn. Cá quá là lớn. Cái này là cá bò hả? Nè, con này có chỗ nè. Trời ơi, ủa gì? Cho anh vũ á. Còn không hả? Ra, ra lại ơi. Còn cá này cái gì đây? Trời ơi, cá sâu ha. Đấy, còn con anh đang móc lên đây. Móc vô rồi, còn xệ lên. Lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Nhấp cho quay lên lay anh. Đấy, tiếp tục kéo lên tiếp nha các bạn. Cạnh cái máy kéo ở trên đó. Nào mình đứng ở trên đó mình quay xuống thôi mà. Lên rất là gọn ha. Đấy. Còn con dính được cái bầu, cái bầu lót đá. Đây giờ mình cùng nhau qua xem mấy anh mình cân ha. Đấy toàn là cẩu không hả bạn. Giờ qua xem cân ha. Wow, nội cân này cũng khoảng 3-4 người mới khiêng nổi con cá. Đây, giờ thì anh em mình đang cân đây. Đấy, con cá đấy. Con cá, mọi người thấy ba anh không đoàn trâu khinh lên đây. Ở con cá này vậy là khoảng 60kg, chưa trừ cơn. Wow, con cá. Con nó tầm 60kg, chưa trừ cơn. Lên xe. Hết rồi. Ba con cá này rất là khủng. Con này tầm khoảng trên 300kg các bạn. Đây đây là những con cá đuối đây. Cá đuối bay đây. Lên xe. Ở đây thì có một người chủ và một người mua cá, một người chủ cá và một người mua cá, hai người cân ghi lấy số lượng các bạn. Cái này mấy những anh trong đoàn thảy cá lên cân ha. Đấy. Cân từ tới hết thôi. Một con đó là 30 mấy ký, 36 ký. Đây con này chắc hàng nặng đây, con này chắc tầm khoảng trên 60 ký. Quá trời. Này là cá nhám rồi bạn. Đây con những con cá nhám rồi. Rất là lớn. Đây, ba người nữa. Đây. Con cá cho nghè hạt luôn. Sụp xuống không thấy cân luôn rồi.
không biết là nước mắm hay lại xe là phải rồi hao tầm 1 7 8. Đây là công việc của nghề ghe lưới xù mà về bến lên cá như vậy đó các bạn. Cái này là một phần thôi. Còn lúc đầu thì lên cá nhiều loại cá, con này là còn phần cá đuối không à. Lúc mình xuống mình quay, lúc mình gặp quay là còn chỉ còn cá đuối này thôi, chỉ có ghi được hình được cá đuối này thôi các bạn.